xin chào cả nhà hôm nay là 12 tháng 4 và vị chú muốn đưa đến các bạn một bản tin ngắn về một cộng đồng người Việt ở Seattle khi mà một cô người Việt tại Seattle kiện tội kỳ thị và quấy nhiễu đối với một bà Mỹ và bà Mỹ này phải bán nhà để đền bù thiệt hại do quấy, do quấy nhiễu người hàng xóm là người con người Việt tại tiểu bang Seattle thì Um, cô người Việt tên là Phạm Thi cùng với người chồng của mình chuyển đến uh, tại vùng Soho ở Seattle uh, để sống vào tháng vào năm 2021 và bị bà Jane Mayer 72 tuổi um, liên tục uh, quấy nhiễu và thậm chí là um, đã có những lời đe dọa đây là hình ảnh của bà Mayer 72 tuổi đây và đây là hình ảnh cô phạm thi cô đã khóc khi có một cuộc báo để báo giới đại uh, tiểu tiểu bang sierra uh, sau khi nhiều uh, lần xét nhiễu thì bà cha uh, bà chen mayer thậm chí có lần tụt quần khi nói xấu cô phạm thi và bé trai 2 tuổi của cô đây là đoạn mà khi mà bà Chen đã đi xe qua nhà của cô Phạm Thi và bà đã thốt lên như thế này. Bà đã nói là you not live any long here. Do nghĩa là mày sẽ không sống được lâu ở đây đâu. Đó là một trong những đàn bà Jane Mayer đã sách nhiễu và À, và, và quấy rối của Phạm Thi à, Cô Phạm Thi cho biết là tháng 4 năm 2021 Khi mà làn sóng kỳ thị người Á Châu dâng cao tại Hoa Kỳ vì đại dịch COVID-19 Như chúng ta đã biết là vào đầu năm 2020 Khi mà COVID-19 à, bắt đầu à, diễn ra Thì à, làn sóng kỳ thị người, người, người Trung Quốc và người Á Châu vì dĩ nhiên người, người Mỹ ở đây người da trắng người da màu họ nhìn vào người Á Châu đây, da vàng họ họ không biết là người nào là người Trung Quốc hay người Việt Nam hay người người Hàn Quốc hay người Nhật Bản họ chỉ là người, người da vàng thôi và những cái lần mà tổng thống cựu tổng thống cho Donald Trump lên à, nói về vấn đề Covid 19 và và đổi lỗi về đại dịch Covid 19 cho Trung Quốc không nó không làm cho giảm nhẹ đi về Covid 19 mà nó làm Tăng lên cái làn sóng mà kỳ thị người châu Á tại Hoa Kỳ và bà Jane Mayer đã từng mắng chửi cô Phạm Thi khi mà cô đang làm việc ở ngoài vườn và chúng ta đã nghe câu nói rồi đó bà đã đã nói là you are not going to live very long có nghĩa là mày sẽ không sống được lâu nữa đâu và lời đe dọa đó làm cho cô, cô Phạm Thi cảm thấy uh, lo sợ và cô ta cảm thấy không an toàn trong căn nhà của mình cô ta từng nói trong đơn kiện đối với bà Chen Mayer. Cô Phạm Thi và chồng dọn đến ở vùng Sala ở Seattle vào năm 2017 và bà Mayer đã nhiều lần chửi cô vô cớ với những lời kỳ thị chủng độc, hay dõi cô và còn nhìn vào cửa sổ để là để xem cô làm gì. Và thậm chí bà Chen Mayer đã từng tuột quân trước mặt cô Thi và bé trai 2 tuổi Nếu hành động này là một người đàn ông Thì đây là à, cô cô thi chỉ cần à, thâu hình và gọi cảnh sát thì cảnh sát đến bắt ngay nhưng à, vì lý do bà Jamie là một phụ nữ cho nên cảnh sát cũng không có đưa ra lời cáo buộc à, đối với bà này được và trong năm 2021 cảnh sát ở vùng Solai đã đến bắt bà Jamie với cáo buộc là thù khác người khác nhưng mà không đã động về với việc bà cỡ quân Luật sư ông Ches Kampai, Ch à, luật sư đại diện cho gia đình cô Phạm Thi đừng nói ông không hiểu tại sao bà trẻmer không bị truy tố tụt đầu tụt quân. ông nói nếu một người đàn ông tiến đến trước mặt một bé gái bé trai 2 tuổi và mẹ của bé và tụt quân và để lộ bộ phận sinh dục thì cảnh sát nhà làm gì đó là sự khác nhau giữa phụ nữ và đàn ông nếu mà đây là một đàn ông tiến đến thì chỉ cần một cú điện thoại là cảnh sát đến bắt liền về tội có thể là một cái tội về tình dục và sở cảnh sát của uh, vùng Solay nói rằng họ khó có thể cáo buộc bà Jemmer về tội tù quân vì sẽ gặp khó khăn trong việc chứng minh ý đồ xấu của bà ta đó là đàn ông thì có thể xấu còn phụ nữ thì khó chứng minh à, vì vậy sở cảnh sát của vùng Solay chỉ cáo buộc bà về tội thù ghét người khác vì chủng tộc và tháng năm thứ năm vừa rồi, rồi ngày 7 tháng 4 năm 2022 luật sư Cherry Campai uh, thông báo của gia đình của bà của, của cô Phạm Thị đã thông báo rằng bà Jane Mayer đã đồng ý giải quyết đơn kiện bằng cách bán nhà và dọn đi nơi khác. Và đơn kiện của gia đình cô Phạm Thị yêu cầu phải bồi thường 100.000 Mỹ Kim nhưng mà thỏa thuận thỏa thuận giữa giữa bà và luật sư của gia đình Phạm Thị thì sẽ bồi thường 45.000 Mỹ Kim đấy từ việc bán nhà và bà ta phải cố gắng hết sức trong vòng 3-6 tháng nếu không thì sẽ qua tên mục một nước ba thì cái nhà, giá của căn nhà nó sẽ giảm được rất là nhiều và nếu ra tòa bồi thẩm đoàn sẽ có phán quyết dựa trên những video thông hình bà Jane Mayer đến lúc đó kết tội nếu kết tội thì hình phạt có thể nặng hơn nên bao giờ cũng có những cái thỏa thuận mà khỏi à, vừa luật sư bà cô Phạm Thi cũng đỡ tốn tiền luật sư và À, bà Jamier cũng bồi thường cho gia đình cô phạm thi. thì bên cạnh đơn kiện dân sự của gia đình phạm à, và ông Haley là chồng của cô phạm thi, bà Jamier vẫn phải ra tòa bởi đơn khởi tố của phòng bị lý về tội thù ghét và đây có thể là đồ một một cái tội về hình sự và tòa sẽ có buổi điều trần vào ngày 25 tháng 4 trước khi bắt đầu xét xử vào tháng 8 vào ngày 8 tháng 6 như vậy chúng ta thấy là quyền tự do tôn luận ở Mỹ rất là cao à, Tuy nhiên à, Ngoài những cái vu khống hay là chụp mũ hay Thì có thể là dân sự và đưa ra tòa bầu thường Thì một trong cái tội ở Hoa Kỳ là tội thù ghét Và tội, đặc biệt là thù ghét về chủng độc Tội thù ghét về chủng độc rất là nặng Nếu mà có những cái bằng chứng Cho thấy đó là một tội về thù ghét chủng độc Thì có là một cái tội hình sự Và à, đặc biệt mà À, vào năm 2021, Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 9.000 vụ tấn công vì kỳ thị chủng tộc nhắm vào người Mỹ gốc Á Châu. Và đa số những kỳ thị này đều khởi vụ từ việc à, những người ở Mỹ đây, những người về Mỹ trắng và những người da màu nghĩ rằng đại dịch do người Á Châu gây ra. Và đây là một cái bản tin à, về cộng đồng người Việt ở Seattle. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chào.